chiếc phòng đặc biệt. Ở một vương quốc nọ, có một vị tể tướng nổi tiếng là một người thông minh, sắc sảo, vô cùng tài giỏi và cũng là một người rất mực trung thực. Ông được thần dân trong họ khâm phục và ngưỡng mộ, còn vượt xa cả sự ngưỡng mộ dành cho hoàng đế. Vị hoàng đế thì rất kiêu ngạo, luôn tỏ ra mình là người tài ba, thông minh và quyền uy. Tể tướng luôn được mọi người tôn sùng, điều này khiến hoàng đế vô cùng khó chịu. Chính vì thế, tể tướng luôn bị hoàng đế soi mói, tìm cách làm mất uy tín và thanh danh của ông. Hoàng thượng vạn tuế. Tể tướng đâu rồi nhỉ? Dạ, muôn tâu bệ hạ, có thần, thần kính chúc bệ hạ vạn tuế. Khanh đấy ư? Sao bây giờ khanh mới chúc ta? Dạ, thần đâu có dám phạm thượng. Thần vốn người nhỏ bé, nên khi đứng cùng các vị đại thần, chắc là hoàng thượng không nhìn rõ thôi ạ. Đối đáp khá lắm. Được, lần này ta sẽ cho người bẻ mặt một phen. Bây giờ, ta có việc cho khanh đây. Từ nay tới ngày lễ cuối năm, còn 6 tháng nữa. Tới ngày đó, ta muốn khanh mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ. Dạ thưa, nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, thần sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt. Đúng vậy, nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn. Và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui. Trời ơi, làm gì có chiếc vòng đó trên đời này chứ? Lần này tể tướng chắc lại chết chắc rồi. Thật tội nghiệp tể tướng. Có lẽ ông ấy sẽ chẳng được hưởng đặc ân gì đâu. Có khi lại còn bị lưu đày ở cái vùng khỉ ho cò gáy đấy chứ. Thưa đức vua, thần xin tuân chỉ ạ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Mình biết tìm đâu ra chiếc vòng đó bây giờ? Thôi chết, thời hạn của mình không còn nữa rồi. Mình phải làm sao đây? Đây là vùng đất nghèo nhất của vương quốc rồi. Biết đâu, đây có thể chính là nơi mình có thể tìm thấy chiếc vòng ấy. Chào cụ, có bao giờ cụ nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu, làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng, và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? Chiếc vòng đó thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ có chiếc vòng này. Tôi mua chiếc vòng này. Sao giờ này tể tướng vẫn chưa đến nhỉ? Phen này thì ngươi sẽ bẽ mặt với tất cả mọi người đấy nha. Làm sao mà ngươi có được trí thông minh và sự khôn ngoan như ta được? Chắc là không tìm được chiếc vòng đó rồi. Tìm ở đâu ra? Làm sao mà có chiếc vòng như thế chứ? Mà kìa, tể tướng đến rồi kìa. Dạ, xin bệ hạ xá tội, thần đến trễ một chút ạ. Ồ, không sao, không sao. Điều ta cần là khanh đã tìm được thứ ta yêu cầu chưa? Chiếc vòng đặc biệt, chiếc vòng có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn. Và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui. Mà sao mặt khanh có vẻ buồn rầu thế? Chắc là chưa đúng không? Dạ, bẩm hoàng thượng, nó đây ạ. Tất cả điều đó rồi cũng qua đi. Khá lắm, cảm ơn tể tướng. Khanh đúng là người bạn tốt của trẫm. Và chính vào giây phút ấy, vị vua nhận ra rằng tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.